cá mắm gì không đây? Khui. Wow. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị buổi sáng nha. Thì sáng hôm nay Dương lại tiếp tục cái hành trình đi thăm lờ sáng sớm. Thì trên đoạn đường đi thăm thì Dương sẽ quay lại và chia sẻ đến cô chú anh chị mình để xem nha. Thì hiện tại thì Dương cũng tới cái bãi lờ Dương sau lưng nè. Mình sẽ tiến hành đi thăm lờ luôn nha. Cái cây nó chọt đứt. Thì Dương vừa tới cái lờ đầu tiên nè. Dương không có lờ này có cá gì không nha. Có nè, có nè, Dương thấy có cá lóc nè. Ây da. Đây nha. Ôi con này nhỏ hả. Nhưng mà kệ đi, có không đỡ hơn không. Dương sẽ bắt luôn nha. Cái rô nữa nè, còn cái rô nhưng không bự. Đây không có chỗ đạ, không có chỗ để cái lợi xuống cho nên là để về để bắt luôn. Mình sẽ đặt cái lợi này lại đây nha. Đây những cái bự này đây. Không còn cái thi bự nữa. Rồi, chúng ta đặt cái lò này lại đây luôn. Cái này nhìn ngon quá, nó cá. Châu nó quặn ăn nè. Nên là nó chưa đạp cái lò của mình. Sát bên luôn nè. Có cá mắm gì không đây? Khui. Wow. Đây nha. Con cá lóc nha. Đây, đừng một con cá lóc. Nè, chị bị chạy bá luôn nè. Đây, con này. Đây, bắt cá luôn nha. Đây, có mang bao tay rồi. Bữa đi không mang bao tay nó sảy. Rồi đây dừng tiếp tới lời tiếp theo nha. Có gì hôm nay bé ơi? Thấy im re chẳng thấy tung gì hết. Đó. À mà con. Mà con bé bé. Nhưng mà không sao kệ đi. À, có cá lóc là được. Cái nào cũng con hay con gì là được rồi. Có ra này dở quá, nó máng. Đây. Rồi, xin đặt cái lò này lại đi luôn. Này Dương chắc là có cá luôn nè, tại vì Dương thấy nước ướt nhẹt lại thôi bạn. Dương vợ mình đây, cá gì đây? Ây vui, cái lò này 4 con cá lóc luôn nha. Nè, quá chị im vậy. Bắt nó đây thôi. Wow, 4 con luôn nè, cô chú anh chị mình ơi. Quá trời đã rồi. Cá bự bự không, không nhỏ nha. Bây giờ. Cái lò nước ướt nhẹp rồi nhưng biết có cá rồi nè, nè. Nó quẩy quá mạnh.
cái là nào mà có cá là mình dễ biết đó. Rồi tiếp tục thôi, chú anh chị mình ơi, thấy ấm ấm rồi đó. Như đoạn này con cái gì đây, đúng rồi cái lờ nè. Dạ cái lờ này sạch trơn, nghĩa nước trong khe vậy, nhưng nghĩ là có cá đó ơi. Một con cá lóc nó xíu xíu, con cua, hai con cua luôn. Bắt con cua này ra cây để nó kẹp đúng lờ. Cá lóc nhỏ thì bắt cá nhỏ, hai con cá rô chậm chậm này bắt luôn. Rồi mình sẽ đặt cái lờ này lại đó luôn. Bên cái đám ngũ này con cái nè. Đây đây đây, cái này dương nè. Có gì không, sao chìm nhiễm như vậy, chắc chìm vì người ta không có cá quá. Có cá là nó sẽ tung nổi cái lờ lên. Rồi nó chết quá rồi, tiếp tục rồi. Đây đây đâm lát con gái nè, đập gần vậy. Có gì đây anh em ơi, wow, một con cá lóc nữa nha. Cái này bữa trước được hai con, hôm nay được một con nữa. Con cũng bự nha, cũng nhỏ nha, cá cũng trọng đó, tầm 200 gram. Rồi lo này lại đây luôn. Rồi tiếp tục thôi. Cứ ngồi đặt ở giữa này. Ở đây nghe đây nè, đây cái lời mình không thấy luôn. Cái mắm không thấy in ra vậy. Mà cái đặt ở giữa này nó dở quá, như khi giờ cái là vô mé coi. Từ hai con cua nè, như giờ cái là vô mé nha, ngoài dở quá. Tung dữ. Yeah. Thì trời cũng sáng rồi nha cô chú anh chị. Trước này. Thấy có cái gì đây? À, có phi. Với hai con cá lóc nhỏ nhỏ nha, thì dùng bắt mấy cá lóc đi. Bé quá, làm sẽ khô được. Đây có mấy cái nó trong đi thăm quá, thì dùng cuốn đi. Cái không có nhiều nữa nhưng mà cuốn luôn.
cái lờ ngóc cái đầu lên nè, cái sơ sơ có gì không? Một xíu xíu rồi cuốn luôn. Mình cuốn luôn đi. Đây cũng cá mắm nước cạn quá. Rồi thì mình sẽ đi qua bên kia còn mấy cái bên kia nữa nha. Mình cứ đặt ở đây sao nữa nha. Mình vẫn thấy cá nó quận nhưng mà giữ trời lắm nè, nhưng không biết sao đâu. Vui. Mình biết thôi. Như nó quằn từ nãy giờ mới thấy được cái lờ, nổi bấy chân. Không biết cái thùng nhưng ở đâu luôn, đây đây. Đi trước đi. Mình thay cái thứ gốc bi nóng nhanh. Kinh khủng vậy. Trời luôn. Xong rồi hả em? Yeah, em được à. Em được đang đi qua kìa. Đúng không? Okay. Chúng đâu mà chúng em ơi. Em bữa nay chúng bánh luôn. Chúng luôn hả? Cái gì? Cái lờ này đổ một cái chừng 3 kg cốc phi vậy đó. Anh đặt thử đây nè. Đặt dưới ruộng rồi. Đặt dưới ruộng nè. Thì được đặt bên cánh bên kia xong. Anh Dương đặt bên đây ruộng. Bên ruộng bên đây anh Dương bữa nay không biết làm sao đây, chưa coi thành quả của anh Dương luôn nghe cả nhà. Nhưng mà được bữa nay cũng trúng luôn. Trúng đậm luôn. Chúng lấy 10 cái lờ hả? Chúng lấy luôn hết 10 cái luôn. Đặt lại thêm cái lờ nữa coi, đặt hàng cái nữa coi, kiếm vài ký cục ly ra, đổ một cái kiếm vài ký được. Lại thiệt chứ. Là hôm nay mắc, hôm nay mắc 10 cái lờ. Ừ, mắc cánh này một cái nè chứ. Ngay trên cái đường mương đó là dạ, em đặt đường mương không gạn nói là không mắc. Ngay đầu đường mương đúng không? Ừ. Ngay cái đường nước đúng không? Ừ. Hôm ngày hôm bữa anh đi thăm là còn. Hôm bữa anh đi thăm là còn cái lờ đó nha. Anh cái lờ của anh nó dục ra ngoài xong rồi anh mới cút lờ của anh đi luôn. Cái lờ nó mắc rồi, mắc cái lờ đó. Xong đi xuống dưới vàng này nè. Đặt ngay mấy bên cái vàng vàng mấy dách dưới này nha, cho chỗ anh lội đặt rồi hồi xưa nhớ không? Ừ. Dách đó đó. Đó, quất viên vàng nó 7 cái của em luôn. Đó hả? Ừ. Xong rồi quất ra cái đường mưa nha, chỗ đậu xe đó. Ừ. Để cho 2 cái nữa. Ở đường mưa đậu xe em có đặt mấy cắt mấy lỗ sao? Mấy bên kia. Bên kia hả? Ừ. Là mấy cái của anh bên đó có mắc không trời? Anh đặt bên đó mấy cái 4 cái. Anh nhìn mặt mắc lời nè. Mặt trúng. Hôm nay trúng. Anh còn mấy cái dưới đó nữa, anh cũng cặp đường đi đó. Với lại bên chỗ góc này còn cái nè. Thì một chục cái lào của em được đặt ở bên đây mắc một chục cái nha. Thì không biết mấy cái lào của Dương ở khu vực này còn không nha. Thì Dương thấy có cái dấu lợn quần đây nè, còn có lấy cái lào của Dương không biết. Nè còn cái lào. Nhưng mà không có con cá nào hết à. Thấy cái lào không ta? Tính là xíu rồi. Rồi cũng thấy tình hình này cũng ổn rồi. Cũng thấy mất lục bình luôn ta lẽ hết nên dư nghi lắm nha. Nhưng mà cái lờ Dương vẫn còn đây nha. Nhưng mà kính, vừa kính lắm. Anh không thấy cái lờ. Cũng hên.
hôm bữa cái tại chỗ này bị tao không biết sao. Này còn nguyên mặt cá. Cá vô rồi. Hôm bữa mình đặt đường này bị mất. Giờ còn hai cái loại cuối cùng nha. Còn cá cuối cùng thì hy vọng cái lẩu cuối cùng này cá bự bự xíu à, ăn ủi cái. Giăng lưới thì anh nhưng mà mới có phi vậy anh ơi hả? Cũng có lai gai anh ơi. Nó chết không? Dạ rồi, cái là cuối cùng này không có cá nha. Dạ em đi làm, em đặt hả 30-30 cái. Dạ dạ thì cái buổi sáng thăm lợn của Dương tới đây là kết thúc nha. Thì tí nó về Dương sẽ quay cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem. À, hôm nay cũng được hơi khá tí, chắc cũng tầm 2 kg lóc. Đây thì Dương về nhà nha cô chú anh chị. Yeah, để Dương đổ cái thành quả hôm nay của Dương cho cô chú anh chị xem nha. Đi cùng nhìn cá đây. Cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị những video săn bắt sau. Nếu mà cô chú anh chị thấy video của Dương hay thì cô chú anh chị hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ Dương nha, và xem những cái video mà săn bắt mới nhất của Dương nha. Rồi Dương bye bye cô chú anh chị nha. Thì Dương cũng vừa về tới nhà nha. Để Dương đổ cá ra coi cho cô chú anh chị mình xem sáng hôm nay mình được bao nhiêu nha. Yeah.